Phương Hồng Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình mỗi tối thứ ba trực tiếp trên làn sóng 2078 của Đài Hùng Việt. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, thì cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm vui buồn. Các hội đoàn có những tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghachauphuong@yahoo.com hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình Tiếng Hát Hậu Phương đón tiếp một người khách rất đặc biệt. Anh là một nhân viên của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Không có một ngày mặc quân phục, nhưng anh là một trong những người tù cuối cùng còn kẹt lại ở trong trại giam cộng sản. Xin quý vị đón tiếp anh Phạm Gia Đại. Mời anh Đại. Xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Hồn Việt. Kính chào Phương Hồng Quế và kính chào Trang Thanh Lan. Dạ thưa, chào anh Đại và chào Nghĩa Sưa. Hôm nay đón tiếp anh là em chuẩn bị rất là nhiều câu hỏi, là bởi vì em biết rằng anh là một cái người, như hồi nãy em vừa giới thiệu, Trang Thanh Lan cũng biết, anh không có ngày nào mặc bộ quân phục, bộ đội lính, mà anh ở tù rất là lâu. Thì bây giờ Trang Thanh Lan có thể... Dạ, chắc quý khán giả và các anh chiến sĩ muốn biết mắc. Tại sao anh Phạm Gia Đại lại bị ở tù lâu như vậy? Nhưng mà cho em xin phép em hỏi câu hỏi đầu tiên là anh cho khán giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa biết cái nhiệm vụ, cái chức vụ và nhiệm sở của anh trước 30 tháng 4, thưa anh. Dạ, cảm ơn Trang Thanh Lan cũng như Phương Hồng Quế. Trước năm 1975 thì chúng tôi làm việc cho Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn. Và cái lý do mà bị ở tù lâu là bởi vì thời gian đó thì Tòa Đại sứ Hoa Kỳ họ có thành lập một cái toán, nó gọi là cái toán yểm trợ, tức là đoàn liên lạc Hoa Kỳ để yểm trợ cho bên một cái phủ của phủ tổng thống. Hồi đó thì làm về ngành về tình báo, chúng tôi đứng ra để mà yểm trợ cái phủ đó. Cho nên thì đến khi mà chúng ta mất nước ngày 30 tháng 4 đúng 40 năm trước á, thì tất cả mọi người đều được tập trung vô trong một cái nó gọi là cái trại cải tạo. Thì vô trong đó thì những cái người nào mà liên quan nhiều ít nhiều đến những cái thành phần về an ninh, về tình báo, vân vân, những thứ thường bị nghi ngờ là bị, và họ bị giam giữ lâu nhất trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà thưa anh thế này nè, em có câu hỏi thế này nè. Anh làm ở Tòa Đại sứ Hoa Kỳ thì chắc chắn là những cái ngày mà di tản đi á thì anh phải biết trước. Chứ mà tại sao anh lại không biết mà anh còn kẹt ở lại? Và khi mà ông Dương Văn Minh ông tuyên bố buông súng thì là lúc đó là anh đang ở đâu? Anh có thể kể cho quý vị. Khi mà ngày 30 tháng 4 khi mà Tổng thống Dương Văn Minh mà tuyên bố đầu hàng đó, thì tôi đang có mặt ở tại Sài Gòn. Và đang ở trên đường Trương Minh Giảng và chứng kiến cái giờ phút mà xe tăng của Cộng sản nó lăn vô thành phố Sài Gòn của mình. Cái câu hỏi của Phương Quế là một câu hỏi rất là hay, nhưng mà thật sự ra đến như thực tế có nhiều việc chúng ta hoàn toàn bất ngờ lúc bây giờ đó. Bởi vì sự chuẩn bị của mình nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị theo một cái kế hoạch như thế này, nhưng người Mỹ họ đã chuẩn bị kế hoạch theo ngược trở lại. Trong cái tòa đại sứ thì họ đã có họp trong cái tháng 4, đã có họp tất cả mọi người lại để cho mọi người biết rằng người nào được đi trước, người nào được đi sau. Thì họ lại đặt cái kế hoạch là những cái người nào mà thuộc thành phần không nguy hiểm đó, nó gọi là non essential, tức là không cần thiết lúc đó, thì họ cho đi trước. Thí dụ những thư ký đánh máy, những người tài xế, những người làm về tiếp liệu, vân vân đó, thì những người đó được đi hết. Tháng 3, tháng 4 họ đi sạch hết rồi. Còn những người nào mà có liên quan đang yểm trợ cho các phủ bộ bên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa của mình thì tòa đại sứ yêu cầu những người đó phải ở lại đến giờ phút cuối cùng
Và trong cái buổi họp cuối cùng của tòa đại sứ, người ta hứa rằng là đến giờ phút cuối cùng, dù rằng là Sài Gòn đang trong cái lửa đạn đó, thì họ sẽ đem trực thăng đến từng nhà để đón. Đó là lời hứa của họ. Và khi đó chúng tôi phải theo cái lệnh của tòa đại sứ phải lại để mà yểm trợ. Và đến khi mà đến ngày 20, chúng ta biết đến ngày 28 thì là có cuộc dội bom vào trong Tân Sơn Nhất đó, thì cái đường bay, cái đường hàng không nó bị tắc nghẽn rồi. Và từ đó nó trở nên sự rối loạn, và bây giờ là họ không có điều khiển được nữa. Thành cái tình hình những cái người mà ở lại, cái tính mạng họ nguy hiểm nhất thì lại bị bỏ lại. Thì đấy anh, là cái trong đó của anh đó. Anh có thể cho quý khán giả biết là tại sao anh là người tù cuối cùng không thưa anh? Lý do gì thưa anh? Vấn đề này ấy, thì nó có hai cái lý do mình có thể nói. Cái thứ nhất anh đó, là dân sự đó, ý dạ, tụi em muốn hỏi là anh sự, là dân đã, sự mà sao anh lại ở tù? Cái anh đầu tiên đó, đầu tiên hết là mình nên định nghĩa cái người tù cuối cùng là người tù nào. Dạ, bởi vì dạ, sau này đấy, và hiện tại bây giờ vẫn còn đang có những người đang bị giam giữ ở trong tù ở tại trong nước. Dạ. Thì những người tù cuối cùng ở đây chúng ta định nghĩa rằng đó là những cái người mà ngay sau khi mà mất nước ngày 30 tháng 4 đó, dạ, là đã bị gọi đi vào những trại tập trung cải tạo. Dạ. Và lúc đó hàng triệu người đã đi vào trong đó. Dạ. Rồi những người đi có thể họ nói là 3 ngày học 3 ngày, có người học 10 ngày, có người học 1 tháng chẳng hạn đó, nhưng cuối cùng là ở trong năm này qua năm kia. Thì cái lý do tại sao mà thật sự tôi không phải là một người dân sự duy nhất mà bị giam giữ cuối cùng. Trong đó có những anh cũng dân sự, nó cũng đang ở tù đến cuối cùng, 20 người cuối cùng, trong đó có nhiều anh là dân sự. Trong đó có một anh chỉ là hồ chính viên thôi. Mà anh cũng bị đâm vào, có một anh chỉ là sinh viên Sài Gòn thôi. Và cũng bị giữ tới 17 năm. Và anh cũng đi ra như vậy. Và trong đó cũng có một anh chỉ là thiếu úy thôi. Mà cũng bị giam giữ tới 17 năm. Đây đấy cũng kể, nếu mà là tướng tá thì lẽ nhiên mình có thể mình giải nghĩa được vào thì đó cái em thắc mắc là tại sao anh không phải là quân đội, anh không phải là lính, mà tại sao lại, nhưng mà cái tới lúc nào anh có biết cái lý do tại sao anh bị bắt cái không? Thời gian mà khi lưu đày ra ngoài Bắc khoảng chừng độ 5-7 năm sau thì mình tìm ra được cái lý do của nó. Anh có thể là, cho là cái em biết. Lúc bây giờ đã có hỏi sau 5 năm thì họ mở cửa cho gia đình vô để mà thăm nuôi. Thì trong gia đình thì có một cái anh đó, người bà con ở ngoài Hà Nội. Anh có quen với đại bộ nội vụ của họ ở ngoài đó, và anh vô anh có nói chuyện riêng. Anh có nói rằng là đại, anh vô anh thăm em để nói cho em biết rằng là em phải tìm cách mà em chạy đi, em không chạy thì khó mà em thể ra sớm được. Bảo tại sao vậy anh? Bởi vì trong anh vô trong có người bạn coi cái hồ sơ của em, thế để trên hồ sơ là CIA. Nơi đây là hồ sơ nó nghi mình là nó ghép vào CIA là nó họ nghi rằng những cái người mà đã làm cho tòa đại sứ hay là lãnh sự Mỹ hay là bên cái tình báo an ninh quân đội vân vân là người đó là người mà được Mỹ bỏ lại để cài với một cái mục đích hậu chiến nào đó. Cho nên chính vì thế mà họ không chịu thả, tức là bắt lầm hơn bắt lầm hơn là thả. Lý do đó mà anh mới ở tù tới 17 năm. Có những người rất là oan uổng, nhưng mà thật sự đó anh không phải là CIA, nhưng mà nó gán vô đó là anh họ gán mình vô bởi vì mình yểm trợ cho một bên cơ quan tình báo, thằng nghĩ là mình là tình báo thôi. Nhưng đây là mình trong thời gian yểm trợ. Trong thời gian ở tù anh có bị ngược đãi hay không thưa anh, và những trại tù nào anh đã đi qua? Trong cái thời gian ở tù, nếu mà nói cái chữ ngược đãi thì nó có lẽ nó không được đúng lắm, bởi vì trong đó là tất cả những cái sự mà người ta thường nghĩ nhiều đến cái sự tra tấn bằng thể xác nhiều hơn. Nhưng mà trong đó thì phải nói cái sự tra tấn nó là hàng ngày hàng đêm. Và nó kéo dài năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia, ngày này qua tuần lễ này qua tuần lễ kia, bởi vì cái mà cộng sản Bắc Việt họ muốn đánh gục tinh thần của những cái quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mình trong tù bằng cách là họ bỏ đói. Cái đầu tiên là cái bỏ đói, là họ chỉ cho ăn cầm hơi để mà sống thôi, nhưng mà phải đi lao động khổ sai. Và cái sức khỏe nó cứ mòn mỏi dần đi. Hồi trong đó khi mà chúng tôi đi ra ngoài Bắc khoảng chừng có một năm thôi, thì tất cả mọi anh em nhìn nhau thì nó chỉ là bộ xương cách trí biết đi thôi. Nó không còn da thịt, không còn gì hết á. Ban đêm mà khi mà nằm ngủ trên giường nó là hoặc là bằng xi măng hay là bằng gỗ á, thì khi nó đau quá mình ngủ không được, vì cái xương nó cấn xuống dưới đó, phải lót một cái gì lên mình mới ngủ được. Thì đấy là nên người ta thường hay nghĩ rằng cái việc mà tra tấn của Cộng sản là kìm kẹp hay là cùm chân cùm tay chẳng hạn á, thì đó nó là một cái hình thức thôi. Nhưng mà tất cả người đã vô trong đó đều hiểu rằng họ có những hình thức tra tấn tinh vi hơn. Đánh gục tinh thần của người này bằng cách là bỏ đói. Đói đến độ đói thì nó không còn biết một cái gì nữa trên cuộc đời này nữa. Là mình bị bỏ đói như vậy, nhưng mà không được ở nhà mà phải đi ra cuốc đất ở ngoài nắng mưa.
Và những cái đó làm cho cái sức khỏe nó mòn mỏi từng ngày một đó. Và có nhiều người đã chết ngay ở trên cái chỗ mà luống mình đang cuốc đất. Hay là có người mà đã cũng xỉu ngay trên đó là vì nắng quá chịu không nổi. Cái đó em với Quế cũng đã có coi qua phim Rider Thunder đó. Cái phim Rider Thunder chúng tôi có xem nhưng mà thật sự ra nó chưa có lột tả được. Nó là một cái phim hay. Có là lại khái là nó là một phim hay và nhưng mà tiếc rằng những cái người mà đạo diễn và cố vấn cho cái đó thì họ nếu mà có thêm nhiều chi tiết nữa thì nó sẽ rất là hay. Em coi em cũng hiểu được. Thì em cũng hiểu được qua những cái câu chuyện kể, những cuốn sách chẳng hạn, những cuốn sách của anh cũng có viết thì những người tù cộng sản đó khổ nhiều lắm, khổ ngàn lần vạn lần nữa, thì thương lắm chứ không có phải như là trong cái phim. Trong phim này chỉ một phần ngàn thôi, theo em nghĩ một vậy. Phần một ngàn với họ không thể lột tả họ hết, chỉ nói được một cái mà người ta đi cày bừa thôi. Dạ. Nhưng mà còn hàng ngàn những cái khác nữa, thí dụ chúng tôi ở trong những cái đội gạch mình đang ốm yếu như vậy mà phải gánh một cái gạch, một cái thúng gạch bên này, một thúng gạch bên kia mà đi siêu vẹo, đi không nổi. Những lúc té lên té xuống, tức là ngay cái ngày đầu tiên khi mà chúng tôi được đưa vào trong cái đội gạch ở đó, nó có hỏi gọi cái đội đó là đội trừng giới. Tức là những người nào mà từ kỷ luật ra là cho vào trong cái đội đó, đó là ở trong đội làm nặng nhất. Thì chỉ riêng trong cái 2 tiếng đồng hồ đầu tiên khi làm xong ra đó, được nghe tiếng kèn một cái mà nghỉ 15 phút là anh em nằm vật xuống đất hết. Mà anh có bị xỉu lần nào không anh? Cái xỉu thì nó là thường xuyên, cái chuyện là xỉu nó là khi mình tự xỉu tự tỉnh hay là có mình xỉu thì thường là lúc bây giờ thì họ cho kéo vô trong cái bóng mát ngồi một chút, rồi khi nào tỉnh thì lại đi ra tiếp tục làm, tức là được kéo vô bóng mát, ra cái bóng mát một chút để cho mình tỉnh trở lại thôi. Hoặc những người nào bị nặng thì họ có thể họ cho nghỉ để cho nhưng mà cái những người nào mà anh em nào mà bị tù ở trong Nam đó thì cũng có những cái khổ riêng của họ, nhưng những người nào mà lưu đày trên miền Bắc còn có khổ hơn về cái mùa đông. Đó. Miền Bắc cái mùa đông nó lạnh không thể tưởng tượng được. Mà trong khi mà những người tù chỉ được nuôi một miếng khoai, miếng sắn nhỏ xíu thôi, ăn không đủ để mình no nữa, thì không có đủ sức để mà chống cái lạnh được. Và quần áo một năm họ chỉ phát cho 2 bộ quần áo mỏng như quần áo mình mặc ở nhà thôi, để mà lao động thôi. Cái đó không đủ để che cái lạnh. Lúc đầu chắc mình chưa có thăm nuôi, mình đâu có quần áo gì đâu. Mình không có quần áo bởi vì lúc bây giờ tất cả mọi người, anh em chúng tôi không ai tưởng tượng được là mình bị lưu đày ra miền Bắc hết. Vì họ chỉ nói rằng là các anh chuẩn bị đi một tháng thôi. Và khi đi một tháng không ai nghĩ rằng là mình đi tới 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm nữa. Và đến khi đó thì mình không bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện giờ là mình phải mang quần áo ấm. Vì mình không nghĩ bao giờ là có một ngày mình phải đùng một cái ban đêm hỏi tập hợp người cho chuyển đi ra miền Bắc. Và khi đến miền Bắc mình mới biết cái lạnh của nó như thế nào, lạnh đến cái độ mà cá nó chết mà nổi lên trên hồ luôn. Làm sao mình chịu nổi, không có áo mà quần. Mà trâu bò đó ở trong chuồng đó mà nó chết, người ta đốt lửa thì trâu bò còn chết. Cái sức chịu đựng của con người thật là thành ra cái đó mình mới nhìn thấy rằng là cái sức chịu đựng của con người chúng ta khủng khiếp. Mà ngoài ra đó mình cũng phải có một cái niềm tin. Em nghĩ là phải có cái niềm tin. Như anh á, như anh đó là anh khi mà anh vào ở trong đó rồi, cái niềm tin nào mà khiến cho anh để mà vững mạnh anh sống, phải có một cái nguồn hy vọng, một cái niềm tin nào đó, một đức tin nào đó chứ ha. Cái thật sự ra đó thưa hai chị là nó như thế này, khi mà mới vô trong trại tù đó thì thật sự đó nói chung anh em chúng tôi mất niềm tin hết. Bởi vì hai cái niềm tin mà mình bám víu vô là đồng minh Hoa Kỳ của mình. Thì họ đã bỏ mình, họ đi mất rồi, họ ở ngàn dặm xa mình, họ bỏ lại và mình không có bám víu vào đâu được hết á. Mình trước mặt mình chỉ là kẻ thù và mình sống trong đó, trong trại giam thôi. Và thứ hai nữa, niềm tin vào tôn giáo của mình thì lúc bây giờ mình nhìn lên trời mình biết không biết là Chúa đi đâu rồi. Mình không biết là Phật đi đâu rồi. Mình nghĩ cái đó thành ra cái đó là cái đau đớn của mình khi mà mình vào trong đó. Nhưng mà một thời gian sau thì tình cờ chúng tôi là ở chung một cái trại mà các cái vị tuyên úy được gửi về đó. Tuyên úy về tin lành, tuyên úy về công giáo, tuyên úy Phật giáo chẳng hạn. Thì các vị đấy cũng bị bỏ tù vậy, nhưng các vị chẳng phải là quân đội, nhưng mà chỉ được cho cái quân hàm giả định thôi, cho một cái thí dụ đại úy thiếu tá để vô mà làm lễ trong quân đội thôi. Thì đến khi vô nó bắt vô nó y hệt như là đại, phải đi làm cũng y hệt như đại úy thiếu tá quân đội của mình vậy đó. Thành tội nghiệp mấy vị mà tuyên úy lắm. Thì vô trong nhưng mà không ngờ những cái vị cho vô trong thì lại vực cái tinh thần anh em trong tù lên được, là bởi vì lúc bây giờ mà đem vô và nói chuyện về tôn giáo từ từ thì mình hiểu được những cái điều đó, và đồng thời ra cái tinh thần của anh em bắt đầu lên khi nhìn thấy những vị lãnh đạo tinh thần cũng đang ở tù cùng với mình thì đó là một cái yếu tố, nó trong cái rủi nó có cái may là các vị không may bị vô trong tù, nhưng mà trong cái rủi đó các vị lại
nói chuyện được với các con chiên của mình, các Phật tử của mình, và từ đó thì nó có một cái niềm tin, nó giúp cho mình sống còn, mình tin tưởng rằng là trên đầu mình vẫn có ơn trên. Thì đấy là những cái mà mình nghĩ rằng có thể nó là bất ngờ xảy ra, nhưng mà sau này khi ra khỏi tù tôi nghĩ là tất cả mọi cái nó đều có sự sắp xếp trước. Dạ, một cái đó em nghĩ là một cái thử thách của tâm linh đó anh. Thử thách. Ơn trên thử thách cho chúng ta, để có sức chịu đúng đựng vậy. Chúng ta hoặc là cái tôn nghiêm của chúng ta tới đâu. Mình đúng vẫn vậy. Giữ tôn nghiêm, mình vẫn giữ cái tôn giáo của mình thì mình được phước. Dạ. Thành ra em thấy rằng những cái người tù đó mình không có thể nói được, sức chịu đựng dễ sợ lắm. Và mỗi khi mà mình nghĩ tới cái những cái người mà tù á, lao tù ở trong cộng sản đó, mình phục lắm. Không biết làm sao mà họ có thể sống được như vậy với cái thời tiết không có áo, rồi thức ăn có chút xíu muối thôi, làm sao mà sống được như vậy qua bao nhiêu ngày? Cái thứ hai chị, thì cái vấn đề câu hỏi đó có rất nhiều người đã hỏi chúng tôi. Cái câu hỏi đó thì thật sự ra nó có rất nhiều cái yếu tố để giúp cho người tù mà sống còn được. Ngoài cái việc cái tinh thần người tù nó phải vững vàng, phải tin tưởng và mình phải tin vào một cái linh thiêng đó là một chuyện. Cái thứ hai nữa đó thì nói trong đó thì phải nói rằng anh em ở chung với nhau đó, nó có một cái điểm, nó cũng có một cái lợi là mình cùng một cái chế độ của mình. Chứ mình không ở chung với lại bên tù hình sự. Họ tách đôi ra, bên là tù hình sự riêng mà bên là tù chính trị riêng. Thành khi mà ở chung với nhau nó có thể đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau trong cái khoảng thời gian đó. Và cái điểm thứ ba nữa đó là một khoảng thời gian sau 3-4 năm chúng tôi ngoài Bắc không có được thăm nuôi đó, thì lúc bây giờ chết nhiều lắm đấy. Anh em chết nhiều lắm và những cái bệnh rất là bình thường thôi mà cũng chết. Tại không có thuốc. Không có thuốc, và đồng thời có thể những cái người mà hỏi sức giống như một cái đèn cầy chẳng hạn, nó cái nến cái bắt đầu nó lụn bại dần, nó không còn cái sáp nữa đó, tự động nó tắt, nó chết một cách bình thường. Nhiều khi mà sáng mình ngủ dậy mình đang chờ tiếng kẻng đi lao động thì anh bên cạnh anh nằm anh đang cầm cái miếng bánh nhỏ xíu này, nó dành cho cái khẩu phần ăn buổi sáng để một cuốc đất 4 tiếng, một cái bánh bằng này để mình cuốc đất 4 tiếng. Thì anh đang quan thì anh buông bánh ra anh xuống chết. Đuối quá rồi đó các anh. Đuối quá rồi. Thì đấy là những cái chết mà rất là dễ dàng ở trong tù thôi. Nhưng mà sau này một cái điều mà mình phải cảm ơn gia đình đó là sau tụi tôi ở ngoài 4 năm rồi thì nó mở cửa và gia đình bắt đầu được đến thăm nuôi và gửi. 4 năm anh mới được gặp lại gia đình. 4 năm mới được thăm. Tức là lúc bây giờ là nó giống mình giống như là biệt giam rồi, đã không có được liên lạc gì với bên ngoài hết. Không biết mình ở gia đình không biết mình ở đâu không nữa. Ở đâu luôn. Thì đến sau 4 năm rồi họ cũng dùng một cái hộp thơ giả thôi. Là ở Sài Gòn, mình vẫn còn đang ở Sài Gòn chứ không phải là đi đâu hết. Thành ra gia đình nhiều khi lời gửi những đồ ăn tươi vô cho mình, đến khi nó đem ra tới mình đồ ăn mình thiếu quá, muốn có đồ ăn quá, mình khi cầm đồ ăn thì đồ ăn nó hư mất rồi. Nó không còn gì nữa. Thành ra gia đình, tất cả cái tình thương của gia đình cũng như trong này chúng tôi có viết về cái tấm lòng người vợ thương chồng, vẫn đi nuôi chồng tất cả trong bao nhiêu năm. Mà cái trại tù trại tù nào mà anh gặp được lại chị thưa anh? Trại đầu tiên chúng tôi ở ngoài đó là trại Hà Tây ở tỉnh Hà Sơn Bình. Ở ngoài Bắc hả? Ở ngoài Bắc. Chị đi ra Bắc thăm. Tức là trong Nam thì không được thăm. Tôi ở trong Nam một năm, ở Long Thành một năm, sau đó ra Thủ Đức thì không được thăm nuôi gì hết á. Qua ra ngoài Bắc 4 năm rồi mới được thăm trở lại. Dạ, quý vị có thắc mắc về những trại tù cộng sản hay là muốn có những câu hỏi nào muốn chia sẻ với anh Phạm Gia Đại thì hãy gọi vào số 714-933-7877. Và thưa anh, hôm nay đã có cái lời chia sẻ của chị Tịnh gọi từ Georgia, gửi lời cảm ơn đến chương trình Tiếng Hào Phương, và hai chị Trang Phan Lan và Phương Quế đã gửi tặng chị bản nhạc. Và chị đang nghe những câu chuyện về 30 tháng 4, ba chị cũng đã mất trong trại cải tạo mà không lấy xác về được. Chị rất cảm động khi xem chương trình. Chị gửi lời cảm ơn đến hai chị đã có chương trình rất hay trong đầu tháng tư đen. Cảm ơn chị Tình rất nhiều ạ. Dạ, sau đây là lời chia sẻ của anh Trần Văn Bé gọi từ Philadelphia. Anh cũng đã từng ở tù và anh nghe nói chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của hai ca sĩ rất là hay, nên hôm nay anh gọi vào gửi lời khâm phục đến hai cô. Cảm ơn Đài Hồng Việt đã có một chương trình rất hay để bà con theo dõi. Cảm ơn anh Bé rất nhiều. Dạ, xin phép cho Đăng Thái Lan trở lại với anh Đại. Thưa anh, có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ, mà đau khổ, mà cùng cực nhất trong khi anh bị đi tù cộng sản không thưa anh? Nếu mà nói thì gọi là nhất đó, là không thể nó quên cũng được. Có nhiều lắm, nhưng mà khi mà chúng tôi ở ngoài Bắc ở tù đến năm thứ 13 đó, thì lúc bây giờ nó có hai cái đợt thả lớn.
tức là tháng 9 năm 1987 và tháng riêng 1988 đó, là họ thả lớn. Thì cái trại giam Ba Sao Nam Hà ở ngoài Bắc đó, là cái trại giống như nó gọi là cái trại nó tập trung tất cả mọi người các nơi về, để mà hoặc là người đó sẽ đi vô Nam hoặc là sẽ được thả hay là gì đó, thì trại đó là trại tập trung. Thì khi mà về ở đó thì cái sau khi hai cái đợt thả đó rồi á, thì cái số lượng mà người quân dân cán chính họ đưa ra miền Bắc á, từ năm 1976-77 nó lên tới vài chục ngàn sĩ quan, có lên tới khoảng 50.000 người đã được đưa ra ngoài Bắc ở ở cho tới biên giới của Trung Quốc luôn á, là ở dài từ đến đó xuống cho tới miền Trung của mình á, là khoảng 40-50 ngàn biên giới là nó nằm ở trên cái Hoàng Liên Sơn, người ta gọi là Hoàng Liên Sơn, nó gọi liên trại đó, liên trại nó chạy cho tới biên giới của Trung Quốc luôn. Thì cái số lượng mà khi năm 76-77 đó có khoảng chừng độ 40-50 ngàn người đang sống ở đó, mà đến khi năm 13 năm sau, tức là đến năm 1988 đó, thì tổng số ngoài Bắc còn lại chỉ còn có 90 người thôi. Là họ đưa chuyển vào Nam hết, và đồng thời ra có thả và chuyển vào Nam ấy. Thì cái trại Ba Sao Nam Hà chúng tôi ở đó cho tới đầu năm 1988, sau hai cái đợt thả đó rồi còn có 90 người, một cái trại mênh mông như thế còn có 90 người thôi, là 90 người tù cuối cùng ở ngoài miền Bắc đó. Thì cái Tết năm đó là cái Tết mà đối với anh em chúng tôi 90 người còn lại, sau đây ở đây còn rất nhiều anh cũng đang có mặt ở đây chẳng hạn, mà cũng đang tham gia những hoạt động ở đây rất là nhiều, những anh tù cuối cùng còn đang có mặt ở đây. Anh có thể kể một số tên các anh có thể là anh, em sẽ anh biết. Phan Tân Ngưu chẳng hạn. À anh Ngưu ở chung với anh tới. À đến giờ phút cuối cùng dạ. Anh Ngưu ở với chúng tôi. Anh Tư của mình nữa. Anh Tư đó, anh tướng tướng Lê Minh Đạo. Rồi tướng nào anh? Tướng Đỗ Cái Giai. Dạ. Đỗ Cái Giai bây giờ ở bên Texas đó. Dạ. Giờ còn tướng Lê Văn Thân thì ông ấy mất rồi. Dạ. Còn tướng Trần Bá Di nữa ở bên Florida. Thì đó là các vị tướng ở chung cũng như các đại tá, trung tá, thiếu tá ở chung với chúng tôi rất là nhiều. Thì cái thời gian mà đầu năm 1988 đó, trở dĩ tôi nói cái Tết đó là cái Tết nó thê thảm nhất đó. Bởi vì năm đó nó mưa phùn, gió bấc, nó lạnh không thể tưởng tượng được. Không biết có phải lạnh là bởi vì là bạn mình nó về hết rồi không? Mình còn ở lại có 90 người à? Cả miền Bắc như thế bây giờ còn có 90 người. Mà ở một cái trại giam, một cái phòng đó, một cái phòng thường là khoảng có 60 người, thì bây giờ phòng nó nhìn trở lại còn có khoảng 10 người nằm lòng chồng hết á. Thì khi mình nhìn nhau thế, mình nhìn thấy như là mình là người bị bỏ rơi vậy đó. Mình không còn ai nghĩ tới mình nữa, bị bỏ quên đó. Thì mưa phùn gió bấc nó lạnh quá đi, người nào cũng trùm mền nằm hết á. Thì cái lúc bây giờ là cái lúc mà đau buồn nhất, nghĩ đến cái thân phận của mình, nghĩ đến mình đã ở đến 13 năm rồi mà mà chỉ mong là mình được về miền Nam thôi, thì dù sao nó có cái nắng ấm ở gần gia đình, nó các thứ thăm nuôi nó cũng dễ dãi hơn. Nhưng mà không được, mình vẫn bị bỏ rơi lại ngoài miền Bắc. Thì cái khoảng thời gian đó, đó anh em ở ngoài đó, những người đã trải qua, chúng tôi ở đây còn rất nhiều, những anh mà còn ở đây cũng thời gian đó cũng chia sẻ cái tình cảm đó là nó một cái đau buồn mà không khó có thể nào diễn tả được. Mình là người vừa bị bỏ rơi, mình là người mà ở trong cái mưa phùn gió bấc nó lạnh như thế, trong khi nằm thì nghĩ tới gia đình, nghĩ tới vợ con, nghĩ tới người thân yêu của mình ở Sài Gòn đang chờ mình, và về mà mình không được về, mà mình không về được Việt Nam nữa. Nhưng cái đợt nào anh cũng có hy vọng hay không? Đợt tháng nào anh cũng có hy vọng? Thật sự ra đến những đợt đầu thì mình hy vọng nhiều, về sau này thì chẳng hy vọng gì nữa. Về sau này khi họ đọc tên thả thì cũng, chúng tôi cũng chẳng ai nghe. Sau khi anh thất vọng thì anh nghĩ gì? Sau khi đó thì mình chỉ nghĩ rằng là mình cứ sống như một cái bóng vậy thôi. Mình làm sao mình sống qua ngày đoạn tháng, mình cứ thế, cứ nghe tiếng kẻng, mình sống như một con vật, cái nó theo tiếng cái máy, cái tiếng kẻng đi ngủ, tiếng kẻng dậy đánh thức dậy, tiếng kẻng buổi trưa rồi đi về sắp hàng đi về đi ra, tất cả nó theo tiếng kẻng hết. Ở ngoài Bắc tất cả nó theo tiếng kẻng hết, mới kể cả những cái con vật mà đang cày cấy ngoài ruộng á, nó cũng nghe tiếng kẻng, nó biết tiếng kẻng nào, tiếng kẻng nghỉ nữa. Là nó tự động nó nghỉ thôi, không cần cái báo gì hết. Nó nghe nó biết là nó nằm bẹp ngay xuống ruộng nó nghỉ luôn. Là như vậy, con vật nó còn như vậy. Người và vật giống nhau. Thành ra đấy là cái chế độ cộng sản mà họ gọi là mình đi cho mình đi học tập cải tạo gì, nhưng mà họ dùng cái chữ học tập cải tạo là cái chữ mà Hoa Mỹ họ dùng để cho đối với thế giới là họ ấy không còn hận thù gì. Nhưng thật sự khi vào trong đó mình nhìn thấy tất cả những cái sự mà hình phạt có dành cho người này là khủng khiếp. Phải nói rằng là hình phạt có đủ loại hình phạt đấy, không có thiếu mình phạt anh, nào cho em đó. Xin phép anh, có chị Hồng gọi từ Seattle gửi lời chào anh và đến hai cô Trang Thanh Lan và Phương Quế. Hôm nay rất trẻ và đẹp, cảm ơn chị Hồng rất nhiều.
anh Phạm Gia Đại có dáng mạo của người trí thức, kiên cường và đã trải qua những ngày khổ cực trong tù. Gia đình chị rất là khâm phục anh. Chị Hồng, cảm ơn chị Hồng. Dạ, xin chị Hồng cảm ơn. Seattle, anh. Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Thì cái ngày hôm nay chúng tôi còn được qua bên Mỹ ở bên này, cũng như được hai chị mời đến đây để phỏng vấn, cũng như có nhiều các cái đài khác cũng đã phỏng vấn chúng tôi, thì đó cũng là cái may mắn để mình nói lên được cái tâm tư, tình cảm cũng như cái những cái sự oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng hòa của mình. Yeah. Nhưng anh ấy không phải oai hùng ở ngoài chiến trận, mà sau khi vô trong tù họ có, chúng tôi cũng có viết trong cuốn sách này những gương rất là oai hùng, những người tù bất khuất và những kể cả những vị tu hành không có chùn bước trước kẻ thù, không có sợ họ gì hết. Thành ra đó là cái tấm gương mà cho chúng ta một hình ảnh oai hùng, không phải bên ngoài mà cả bên trong trại giam, đã làm cho kẻ thù nhiều. Sau này cuối cùng họ đã tỏ sự kính phục đối với những người tù, chứ không còn như ngày xưa nữa. Thì đấy là những cái thành công của những người tù, mà họ đã giữ được cái tư cách, giữ được cái phong cách của một người sĩ quan, của một cái người mà dân của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, và đã chứng tỏ cho họ thấy, cũng như những gia đình các chị đi ra thăm nuôi cũng vậy, cho họ thấy cái phong cách của người miền Nam của mình như thế nào đó, thì đã cảm hóa, từ từ cảm hóa được những trại giam, và nó những u ám từ từ bắt đầu nó cũng bớt đi. Thì đấy là chính mình đã làm được chuyện đó. Tức là mình cảm hóa được. Mình đã cảm hóa được cái tình cảm gia đình và tình cảm bất khuất của mình, cái lý trí, lý tưởng bất khuất của mình. Thưa các chị, đầu tiên thì họ cứ tuyên truyền rằng thì là Mỹ ngụy là ăn gan uống máu người và giết người, không gớm tay đại khái như vậy. Nhưng khi mà họ tiếp xúc với anh em trong trại giam, mới thấy những người này họ hiền lành, họ có học thức, họ không phải là những người như vậy. Từ 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 những cái tuyên truyền từ từ nó sụp đổ đi. Rồi cuối cùng đó, em thấy trong cái cuốn sách của anh viết có nhiều đoạn hay lắm. Rồi mình người ta còn tới mình dạy anh văn cho người ta học nữa. Thì sau này thì chính là chính là cái mấy ông trại trưởng đó, ông bảo lính ông vô trong này học. Nói với anh Đảo chứ đâu. Anh Đảo cũng đã đi về, anh Đảo nói chuyện lại với chúng tôi, với lại các vị tướng, cho nên mà hỏi kêu ra họp. Ngoài đó thì trước khi mọi chuyển trại thì chính ông trại trưởng là ông thượng tá đó, ở đó họ có nói rằng là thật sự ra mà nói với các anh là chúng tôi không có khả năng gì chúng tôi cải tạo các anh cả, mà chúng tôi phải học các anh là khác nữa. Chính tôi bảo lính tôi vô trong trại học các anh. Thành ra những người lính đó họ vô trong trại họ học, và họ kiếm những cái ông thầy dạy anh văn, họ gọi bằng thầy đàng hoàng. Đừng là người tù mới gọi bằng thầy. Và nhiều khi mình hồi trống nhiều cười, mà cũng nhiều lúc không dám cười. Nhưng mà nhiều khi họ đứng, những người lính đó nó gác ở ngoài tròi, nó thấy mình đi ra đi vô, nó mà hey 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 good morning nha, good morning nha. Thế mình nghe mình cười, bắt đầu mới học được tối hôm qua. Thì những cái đó là những cái mà họ học được, mình họ hãnh diện lắm, họ hãnh diện học được cái đó. Cho nên là dù ở trong tù nhưng mà chúng ta vẫn còn giữ một cái bất khuất, cái kiên cường của chúng ta. Mình cứ giữ được như vậy thì từ từ năm này qua năm kia từ từ họ hiểu được. Và họ thì tất cả cái đó nó đã đánh tan được. Có một người lính già ở Tennessee gửi lời chào đến hai cô Trang Thanh Lan và Phương Quế, lúc nào cũng rất là đẹp. Cảm ơn người lính già. Chào anh Phạm Gia Đại và Nghĩa Sữa. Lúc ở tù ngoài Bắc, anh Đại có gặp Hải quân Trung tá Trần Đình Trụ hay không? Hồi đó chúng tôi ở cùng với cái Hải quân nhiều lắm. Trần Đình Trụ Trung tá. Có anh hiện tại bây giờ đây là... Anh xin lỗi, anh là người đã từng lái chiếc Việt Nam thương tính từ đảo Guam về. Chúng tôi có một số anh nhưng không ở cùng với anh Trụ. Một số anh cũng đi từ Việt Nam thương tín về đó, cũng ở đó. Trong đó có một anh ở tù với chúng tôi 17 năm. Dạ đúng rồi, em nhớ là trong anh cái Hoàng sách Hiểu. Anh có viết. Anh nào anh? Anh Hoàng lính già. Anh Hoàng Hiểu, dạ. Anh trước kia cũng làm cho lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở tại Nha Trang đó. Rồi anh đi qua rồi anh theo tàu Việt Nam thương tín anh trở về và anh bị nhốt luôn, không có được về nhà, nhốt luôn 17 năm luôn. Đấy, anh nằm ở trong tù ân hận. Em xin lỗi anh, còn một câu của người lính già để em đọc hết. Người lính già xin yêu cầu hai cô hát bài Thủy Thủ và Biển Cả để tặng tất cả những người lính đã lấy đại dương làm tổ quốc. Bây giờ chắc có lẽ là hẹn anh ở phần sau đi. Vì chương trình của chúng ta đó là chắc là sắp tạm ngưng ở đây đi. Xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng trong giây lát để mời quý vị xem một số ít thông tin thương mại của đài. Cho em cả bài tiếng hát hậu. American Dream. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Hồng Việt TV. Chương trình Tiếng Hậu Phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron là một nơi bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, đệm, ghế, tủ giường, tất cả đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage hiệu Inada được làm chánh gốc tại Nhật Bản.
thời gian qua được rất nhiều quý vị đồng hương sử dụng và yêu thích. Teletron có rất nhiều chi nhánh ở khắp nơi, các tiểu bang Hoa Kỳ. Gần đây nhất, Teletron có mở một thương hiệu, một tiệm ở trong khu thương xá Phước Lộc Thọ. Quý vị ở xa nếu có dịp về Nam Cali, mời quý vị đến ghé khu thương xá Phước Lộc Thọ để thử những chiếc ghế, những cái máy của công ty điện tử Teletron. Và quý vị có nhu cầu cần mua sắm, xin quý vị vào trang nhà www.teletronusa.com hoặc quý vị có thể gọi điện thoại qua số 1877-892-6999. Và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được bảo trợ của công ty Yến Thanh Lê, một nơi đáng tin cậy bởi vì Thanh Lê Yến chỉ chọn những mặt hàng tươi, tinh chất, nguyên chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt đến hàng Thanh Lê. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà thanhleyến.com. Vâng, thưa quý vị, sau đây Phương Quế xin phép đọc một thông báo. Một thông báo của Hội Ái hữu Pháo binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hội Ái hữu Pháo binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có tổ chức đại hội kỷ niệm ngày thành lập Pháo binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2015 từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều tại nhà hàng Phú Lâm, thành phố San Jose, California. Kính mời các chiến hữu bỏ chút thời giờ đến cùng tham dự. Xin liên lạc với pháo thủ Nguyễn Thủ Nhân, điện thoại 408-224-4800. Liên lạc với pháo thủ Nguyễn Hữu Nhân, điện thoại 408-224-4800. Và tuần này thì Trang Thanh Lan và Phương Quế cũng được hai bài thơ của anh Huyền Cầu Trần Minh Châu viết ở Denver, Colorado. Bài thơ rất là dễ thương, bữa nay anh viết chữ hơi lớn lớn cho nên Trang Thanh Lan đọc được, không có cằn nhằn. Cảm mến tài năng Trang Thanh Lan, cảm tác bài thơ tặng Quế rồi. Trang Lan dễ mến quá đi thôi, tài năng kịch hát đều hay cả. Đẻo dẻo ngôn từ, thảy chảy trôi, tiêu biểu chính danh cô gái Việt. Phô trương nét đẹp tuổi xuân hồi, xuân hồi là hồi xuân phải không anh? Mong đời Hồng Việt, mong đài Hồng Việt trường tồn mãi, sưởi ấm lính già của chúng tôi. Anh viết tại Colorado ngày 28 tháng 3 2015. Cảm ơn anh rất là nhiều, thưa anh. Dạ, thưa anh Trần Minh Châu, Phương Hồng Quế cũng có nhận được một cái thơ, một bức thơ của anh. Ở trong đó cũng có những bài thơ và những cái tấm ảnh mà khi Phương Quế hát ở Denver đã chụp chung với anh. Và bây giờ thì đã nhớ rồi, nhớ là gặp anh ở lúc nào. Dạ vâng, gửi lời thăm anh. Và đây là lá thơ mà anh đã, những dòng thơ mà anh viết để tặng cho Phương Hồng Quế. Vẫn như xưa, anh mê tiếng hát của em từ thời chinh chiến, đêm đêm trên đài, trên đồn đạn pháo vương trôi, cũng mang âm nhạc hiến trai chiến trường, chiến sĩ Cộng Hòa muôn phương, người còn kẻ mất, mến thương em nhiều. Hồng Việt thứ ba tối chiều, chương trình La Quế tạo điều cảm thông, lính già như anh ấm lòng, kỷ niệm xưa vẫn lòng vòng đâu đây. Tuổi nhiều rồi giọng càng hay, hậu phương tiếng hát cao bay ngút ngàn. Xin cảm ơn anh Trần Minh Châu. Tuổi nhiều có nghĩa là sống rất lâu là năm phải không thưa? Dạ, cảm ơn anh Trần Minh Châu rất nhiều. Dạ. Và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương xin phép được trở lại với anh Phạm Gia Đại. Mình cũng nói là anh lính già cũng đã, một người lính già cũng đã gửi email cho Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế. Nhưng mà bài thơ thì rất là cảm động, rất là hay. Vì chương trình hôm nay chúng ta mời anh Phạm Gia Đại cho nên Trang Thanh Lan và Phương Quế muốn dành hết những cái giờ phút để cho anh Phạm Gia Đại tâm sự với quý vị về cái ảnh bị ở tù 17 năm, không biết lý do. Và trước khi vào chương trình thì em xin phép anh cho em được đọc lời chia sẻ để chúc dồn nhiều quá là không có giờ. Anh Thông Nguyễn gọi từ Philadelphia. Trước hết em cảm ơn đài Hồng Việt cũng như hai cô ca sĩ đã để lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình lên chương trình làm tưởng nhớ đến những người lính đã hy sinh. Nếu được xin hai cô hát bài Đêm Chung Dầu Dược Biển để tặng những người Việt tị nạn. Anh mến chúc mọi người luôn bình an và mạnh khỏe. Và cái bài đó thì Trang Thanh Lan cảm ơn Thông rất là nhiều. Trang Thanh Lan và Phương Quế sẽ hát vào kỳ tới. Dạ vâng. Đã có tính trong chương trình rồi. Có chuẩn bị rồi, có những bài hát để chuẩn bị cho phù hợp với tháng Tư Đen của chúng ta. Vâng, sau đây là lời chia sẻ của anh Hiệp Trương gọi từ San Jose, gửi lời chào đến anh Phạm Gia Đại, người tù lâu năm nhất dưới chế độ Cộng sản. Gửi lời thăm đến hai cô Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế và Nghĩa Sữa.
và chúc chương trình Hồng Việt luôn luôn tiến triển và được các cụ ân nhân đón xem rất nhiều. Còn một lời chia sẻ nữa hay là mình đọc luôn ha? Đọc luôn đi. Anh Tuấn gọi từ Oregon, anh gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc của Đài Hồng Việt cùng tất cả các nhân viên, gửi lời chúc sức khỏe đến hai chị Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế. Anh nghe ban nói trong những trại tù thì có những người chỉ điểm, thì ở nơi anh đại tù có những người chỉ điểm như vậy hay không? Nếu như biết được thì cách ly những người đó như thế nào? Dạ mời anh đại. Chỉ điểm là anten đúng không? Là anten đó, anten đó. Thưa anh. Anh trả lời. Thì cái trong những cái trại giam thì cái chính sách của cộng sản đó, nó làm cho cái những cái người đó thứ nhất là nghi kỵ nhau. Thứ hai nữa đó là trong cái vấn đề nó hỏi muốn đánh gục tinh thần của những cái người mà tù nhân chính trị ở trong đó bằng cách họ cho ăn rất là đói, cũng như là bắt lao động khổ sai chẳng hạn như vậy. Thì trong những cái hình thức đó đó thì nếu mà thật sự ra mình nói thì có cái trường hợp mà điển hình nào để nói ra thì ở đây các cái báo chí cũng những năm trước cũng đã có nêu ra cái trường hợp mà chúng ta cũng đã có biết. Tuy nhiên đó là trong đó cũng có một số người họ cũng thật sự ra là những anh mà thí dụ như đội trưởng, những người thường xuyên tiếp xúc với lại cán bộ chẳng hạn, những người thường xuyên thì luôn luôn cũng có một sự nghi kỵ nào đó. Nhưng mà nói cho mà đúng ra đó thì chúng ta phải nhìn thấy là cái tập thể của cái quân dân cán chính của mình trong tù đó họ rất là kiên cường và rất là giữ một cái tác phong mà phải nói rất là nể phục. Và chính chúng tôi đã gặp rất nhiều người mà chúng tôi phải rất là nể phục và là những cái tấm gương sáng để cho mình noi theo. Tức là những người trong quân đội. Mà trong quân đội đó, thí dụ như họ đói những cái độ mà như là tôi có biết trong đó những cái anh ở trong tổ điện đó, họ đi làm, họ bắt con vít mà đói quá nhìn không ra, không bắt được nữa, con vít run tay không thể bắt được. Mà trong khi đó gia đình của những cái cán binh đó họ đem ra họ cho anh một cái đĩa cơm hay một cái miếng xôi đó mà các anh nhất định không nhận. Lúc bây giờ đói lắm, bởi vì giờ cơm thì có chỉ có củ khoai thôi. Nhưng bây giờ nếu mà trường hợp mà họ cho thế, đấy là cả một cái vấn đề mà phải đấu tranh tư tưởng của mình để mình nhận hay không. Nhưng mà các anh ấy về nói chuyện là các anh nhất định không nhận. Không. Các anh trả lại cho cái chị đó. Là bởi vì rằng các anh nói đó là hai cái chiến tuyến nó khác nhau. Ý chí. Không thể đó. Thì đó là những người mà mình phải cảm phục họ. Bởi vì cái lúc bây giờ mà những ai mà đã trải qua cái cơn mà đói như thế nào thì mới hiểu được nó khủng khiếp đến như thế nào. Mà lúc bây giờ người ta ra can đảm, người ta từ chối một cái miếng ăn như vậy đó, thì đó là những cái gương mà mình thấy rằng hiếm có, không phải là ai cũng có thể làm được. Dạ thưa anh, bên cạnh những ngày gian lao cực khổ của trại tù cộng sản, thì thưa anh có thể chia sẻ với em và Quế cũng như quý khán giả chương trình Tiếng Hào Phương một chuyện tình nào đó của anh đẹp hoặc là thơ mộng hoặc là lãng mạn không thưa anh? Cái thời gian khi mà chúng tôi ở trong trong trại giam khoảng chừng độ 13-14 năm thì được tin thì gia đình nó tan vỡ. Gia đình tan vỡ, tức là bà xã bà không có vô trong trại và thăm được anh nữa. Là cũng một trong những người ở trong và hoàn cảnh như vậy. Và cũng nhiều hoàn cảnh nó xảy ra như vậy. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì có một cái buổi hôm đó thì có một số các cái tướng lãnh đó và một số đại tá được gia đình đến thăm, một cái phái đoàn hùng hậu lắm từ Sài Gòn lên. Lúc bây giờ chúng tôi vô trong Nam rồi, ở trong trại Hàm Tân rồi. Thì năm thứ mấy anh? Năm thứ bao nhiêu? Lúc bây giờ là nó năm khoảng thứ năm thứ 14. Tức 14 là qua năm thứ 15. Vô lại trong Nam rồi. Tức là năm thứ 13 đó thì họ chuyển trại chúng tôi từ ngoài Bắc vô trong Nam. Tức là chúng tôi ở ngoài Bắc 12 năm. Một năm trong Nam là 13, thì sau 13 năm thì họ chuyển trở lại vô trong Nam trở lại. Về Hàm Tân, thì ở Hàm Tân 4 năm nữa rồi thả. Thì trong cái 4 năm đó đó thì đến cái khoảng cái năm thứ 15 ấy, thì là gia đình năm thứ 14, 15 gia đình tan vỡ không còn vô thăm nữa. Thì trong lúc đó thì gia đình mới gửi các gia đình các anh các chị bạn mà lên thăm đó thì gửi họ đem một cái gói quà lên cho tôi trên đó. Thì khi mình có gói quà thì mình được đi ra ngoài nhận thôi. Thì khi đi ra ngoài nhận xong thì kia tôi nhận xong thì tôi ngồi ở một cái góc phòng á để chờ đi vô thôi, vì không có ai thăm mình hết á. Thì lúc có một cái cô đó có đến bên cạnh có hỏi, ủa sao anh không có ai thăm hay sao? Thì tôi bảo dạ không có ai hết. Thì cô mới ngồi có hỏi hai ba câu thì
mới biết là bà xã rồi, bà không còn lên nữa. Thì cô xúc động, thì lúc bây giờ thì cũng mình nghĩ rằng cũng hỏi qua một hai câu thôi, chứ không nghĩ gì có một cái duyên gì cả. Nhưng trước khi cô về, cô hỏi tên với lại ở đội nào, thì không ngờ rằng cô về thì cô xin phép ở địa phương, cô lên cô thăm. Sau này thì cô lên cô thăm thì rất là bất ngờ, vì mình không biết ai thăm cả. Thì khi ra thì gặp cô thì ngỡ ngàng, nó không biết làm sao hết. Nhưng mà cô nói là khi mà cô gặp, cô nói thấy rằng gia đình tan vỡ như vậy thì cô xúc động. Và cô nghĩ rằng cô có thể làm được cái gì để mà cô giúp được phần nào thì cô ấy cố gắng cô giúp. Thì lúc đó anh hồi sinh phải không? Lúc đó dễ thương. Cái đó là cũng như là cái hình ảnh của một cái cô gái mà xúc động mà đến thăm anh trong cái lúc mà anh tù tội như vậy đó. Cái hình ảnh đó nó rất đẹp, rất là cao cả, rất là đáng quý. Để biết rằng cái người phụ nữ, người đàn bà Việt Nam của mình đó anh, rất là trung hậu. Tức là thấy anh như vậy, không có quản ngại là anh đang ở tù. Một người tù không có tương lai mà, đâu có biết ngày nào anh ra đâu, mà cô vẫn đến thăm như vậy. Thì đó là một cái câu chuyện tình của anh rất là đẹp, mà anh Đại đã viết ở trong cuốn sách mà Phương Quế đọc, ngồi trên máy bay đọc mà sụt sùi khóc. Những người bên cạnh á, người ta còn nhìn Phương Quế nữa. Đây là cuốn sách của anh Đại viết, Những Người Tù Cuối Cùng, mà ở trong đây tất cả, đầy đủ tất cả những chi tiết của những người ở trong trại tù. Em thấy rất là đầy đủ, là bởi cái sách của anh viết nó có thể là đầy đủ hơn những cái mà người ta dựng phim. Và đây là anh là một nhân vật sống ở trong đây, cũng như cái chuyện tình của anh và cái đó. Bây giờ Trang đang muốn hỏi, anh là cái đoạn kết của chuyện tình anh như thế nào thưa anh? Thì thưa chị, thì không phải tôi là người duy nhất đâu, mà trong đó có rất nhiều anh cũng đã có các chị ở Sài Gòn lên thăm. Mà trong đó có một mối tình về sau đó, khi anh ra thì anh lập gia đình, nhiều người lập gia đình và đã thành vợ thành chồng. Thì trong đó có mà tôi có kể chuyện mà anh là đại tá biển quân mà anh vẫn còn độc thân đó. Gia đình chị lên thăm mà về nhà rồi bây giờ là nhà là đám cưới mà không có chú rể. Nhà làm cái đám cưới mà chú rể còn đang ở trong tù. Để gia đình chính thức để mà chấp xúc nhận. Xúc động lắm, coi cuốn sách này rất là xúc thành động. Thành thử ra đó là anh có cho tôi coi cái hình ảnh. Cái hy sinh quá ha. Anh có cho hình ảnh ở nhà, chỉ chụp hình của mình thôi. Mà làm lễ đó. Mà gia đình chấp nhận, hai bên chấp nhận, chỉ là con dâu á. Thì cái đó là hình ảnh mà mình khó quên được. Và đó là nói đến cái tình cảm của cái người dân Sài Gòn, nó vẫn còn nhớ đến những người lính Cộng Hòa mình ngày xưa. Dù rằng là đã 10, 15, 16 năm trôi qua rồi nhưng mà họ vẫn nhớ. Và đồng thời những khi mà người dân ở bên ngoài người ta sống đó, người ta bị cực khổ quá, thì nhìn thấy thực chất của Cộng sản là như thế nào rồi thì bắt đầu họ chán. Và họ mới nghĩ lại cái thời xưa, họ mới là họ sống thời xưa dưới chế độ Cộng Hòa là thời gian huy hoàng, một thời gian mà rất là đáng ghi nhớ. Thì đấy là những cái chuyện tình ở trong trại giam mà chúng tôi biết được rất là nhiều. Trong đó anh là một chúng nhân vật sống mà đành phải gạt lệ ra đi để bỏ một cái mối tình, đánh mất mối tình rất là dễ thương anh ha. Vâng, cái đó thì cũng là cái mình làm cho nó, cái đó là cho nó hợp lý thôi chứ nó không hợp tình. Nó hợp lý là bởi vì rằng phải đưa cái người vợ đó đi thì hai đứa con sẽ đi được. Cho nên đưa qua bên này để cho mà các cái lúc cháu là đi diễn HO đó phải không anh? Đi theo HO. HO mấy thưa anh? Chúng tôi đi theo HO 17. Năm nào thưa anh? Năm 1993. Tại vì các anh ra sau mà. Các anh mà ra trước đó, ở tù ra trước thì HO 1 2 từ từ họ đi từ năm 1990 rồi. Các anh đi từ HO 1 là từ 1990 bắt đầu đi, rồi năm 90, 91, 92 là bắt đầu đi, 3 năm đã đi rất là nhiều rồi. Mà anh ở tù ra là năm 93. Năm 92 ra. Anh đi luôn. Dạ, 29 tháng 4. 92 ra thì ở Sài Gòn một năm thì đi qua đây. Một năm đi qua đây. Lý do nào mà anh xuất bản cuốn sách này trễ quá, hình như là 2011. Cái lý do thưa chị, cái thứ nhất á là vì tôi thấy rằng các cuốn hồi ký thì các anh viết cũng rất là nhiều rồi. Thành ra mình nghĩ rằng mình viết thì không biết là nó có đóng góp thêm được cái gì không, cho nên cứ không biết. Thì những câu chuyện mà tôi biết được, tôi kể cho các bạn bè nghe các nơi thì họ nói rằng nên viết để mà giữ lại. Thì từ từ mình viết. Thì cái lúc bây giờ tôi đang làm cho một công ty của Mỹ á, thì nó có một cái điểm, nó cũng trong cái rủi, nó có cái may là lúc bây giờ công ty nó bị bankruptcy đó, nó đóng cửa. Thì mình mới ở nhà, mình thất nghiệp, mình ở nhà thì mình nghĩ ngợi tới luôn, không biết làm gì, mà thôi viết cuốn sách. Có người muốn hỏi mua cuốn sách nè thưa anh. Anh Thịnh gọi từ Virginia, cảm ơn Đài Hùng Việt đã có chương trình rất hay. Nếu muốn mua sách của anh Phạm Gia Đại thì phải làm cách nào? Cảm ơn anh. Đọc số điện thoại của anh dùng đi. Anh có thể đọc số điện thoại không? Đọc số điện thoại để các thưa, anh có cảm ơn anh Thịnh rất là nhiều. Thưa anh, nếu mà muốn anh có thể liên lạc với chúng tôi ở số phone 714-262-6128. 714-262-6128.
Dạ vâng. Sau đây là lời chia sẻ. Để quý vị, anh Tuấn đọc rồi. Lời chia sẻ cô Thảo ở Georgia muốn xin hai cô hát bài Bốn Vùng Chiến Thuật để tưởng nhớ đến những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ quốc. Hồi nãy có một người yêu cầu Thủy Thủ và Biển Cả thì giờ mình hát. Để làm vừa lòng quý vị thì Trang Thanh Lan và Phương Quế sẽ hát mỗi bài một đoạn thôi thưa quý vị. Để cảm ơn anh cũng như xin phép anh cho tụi em hát để cho mình. Dạ. Nếu mà anh thuộc tâm cô hát chung cũng được. Dạ. Dạ. Vâng, mời chị. Mời Thủy Thủ và Biển Cả. Dạ. Với Biển Cả anh là Thủy Thủ. Cộng đô hả? Cộng đô chứ. Với biển cả anh là thủy thủ, với lòng nàng anh là hoàng tử, nhớ truyền tình đêm thứ ba tư và truyền thần tiên báo thế hệ, cho anh bao giây phút say xưa, cho anh luôn theo giấc mơ hoa, cho anh luôn vui đời hài hồ. Trên bốn vùng chiến thuật, dạ. Chắc một đoạn trên bốn vùng chiến thuật. La la đi nghĩa. Tôi thường đi đó đây buồn đen in dấu dày lửa thù nó đôi mắt chân nghe là từng khu chiến thuật áo đường xa không âm gió phương xa nghìn đêm vắng mù trên núi cao rừng sương che lối vào đồng ruộng mông mênh nước đêm đêm nằm đường ngăn bước thù áo nhà binh thương linh lính thương quê vì đời mà đi. Và những bài hát tuy là không có đủ nhưng mà đây là nguyên tấm lòng của Trang Thanh Lan và Phương Quế muốn gửi đến quý vị theo lời yêu cầu và trở lại với anh. Trở lại với anh Phạm Gia Đại, có rất là nhiều chuyện ở những cái kỷ niệm ở ở trong lúc mà các anh đi tù đó. Thì anh có thể kể một hai cái kỷ niệm vui nào mà ở trong trong trại tù. Em nghe thoáng thoáng nhiều chuyện lắm. Mà ở trong này cũng có cái chuyện có cái chuyện một cái anh nào ở trong cái trong trong cuốn truyện này anh kể cho vui. Cái anh nào mà anh lính Trường Tinh á. Thưa chị thì thật sự ra nói trong tù mà có những chuyện vui thì nó cũng hiếm lắm. Nhưng mà khi mà trong cái đất chết đó thì các anh em người ta thường hay tạo ra những cái gì vui. Yeah, phải có để vậy cho mình phải tạo ra. Ví dụ như là như chương trình ca nhạc chẳng hạn. Là trước kia đó thì không hát được bởi vì trong họ cấm. Và nếu trường hợp mà họ bắt được thì là bị đi kỷ luật. Nhưng mà sau này thì mình cứ từ từ mình làm một cái kín đáo đó. Thì thường tối thứ bảy là ngày mai chủ nhật là được nghỉ một ngày lao động. Thì tối chủ nhật là anh em chủ nhật cũng được nghỉ hả? Ngày nghỉ một ngày chủ nhật thôi. Thứ bảy vẫn phải đi lao động như thường. Thì tối thứ bảy thì anh em nói nhau cho biết là tối đó ở góc trên góc đó, đó thì là sẽ tổ chức một cái ban nhạc này hát cho vui. Thì có một số anh em đi nấu trà, nấu các thứ rồi người nào gia đình có tiếp tế đem tí bánh kẹo lên trên ngồi đó để cho các ca sĩ hát. Thì thành thử ra tự dưng nó trở thành như giống như một cái phòng trà đó. Phòng trà nhỏ đó là trên nó ngồi đó là hát nhớ là Sài Gòn ngày xưa của mình như thế nào, những bài hát. Và đồng thời chia sẻ với nhau về các tin tức, về tất cả những chuyện của gia đình á. Thì đấy là một trong những cái niềm vui. Nhưng mà trong đó nó có những cái câu chuyện của nhiều anh đó mà nhiều khi mình thấy rằng nó rất ư là mình nghe mình cười mà ra nước mắt đó. Là bởi vì có anh ấy thì anh là đại úy về truyền tin. Thì anh ấy có lẽ rằng anh ấy bị mất trí sau khi người vợ vô thăm. Thì được biết là khi chị vô thăm rồi thì chị không có vô nữa, tức là chị tử dạ anh ấy. Thì sau đó thì thấy anh gần như thế là anh bị lãng trí đó. Và nhiều khi có một cái hôm nhưng mà ở trong đó thì họ không có cho nấu nướng gì hết, họ cấm không được nấu nướng gì hết. Thì cái khi mà đóng cửa thì mình vô trong cái phòng tắm, phòng vệ sinh đó mình nấu một tí. Thì cái đêm đấy là đột kích thôi, đêm nó có chờ mình đang nấu thì nó mở cửa đột kích và nó bắt. Nó bắt thì đến khi gặp anh mới hỏi là anh làm gì. Anh đứng dậy và tôi là đại úy.
Cái mà không, tôi hỏi anh đang làm gì, tôi là đại úy Việt Nam Cộng Hòa. Thế cái nó hỏi tôi luôn, không biết làm gì hết, nó biết anh này hơi tửng nữa đó, mà anh có trả lời giết nó không làm gì được, nó bỏ qua luôn. Thế có nhiều vậy hôm giả tửng vậy có bao được. Nhiều hôm đi tôi gặp anh đi trên trong sân, đang đi bộ trong sân trước khi mà nó đóng cửa chuồng vô, thì đang đi thì anh kéo tôi lại, ê anh đại vô tôi chỉ cho coi, anh thấy cái vệ tinh trên kia không, tôi đang đánh signal cho nó biết là mình đang ở đây đó, để cho nó biết nó cứu nha, mình anh em mình đang ở đây đó. Anh nói như vậy. Đó là cái hy vọng những của cái anh. Những cái trường hợp nó tức như là vậy. Anh mất trí nhưng mà anh vẫn còn mang một cái hy vọng nào anh đó để mà anh ra khỏi tù đó. Mang hy vọng. Dạ, trong cái tiềm thức của anh cũng còn cái hy vọng ngày đó được mà ra tù. Cũng như dạ. Là có nhiều cái trường hợp nó lạ lùng lắm mà nhiều khi mình không biết tại sao họ sống được. Thí dụ như có một cái anh đó thì nghe nói anh chỉ là thiếu úy thôi. Mà không biết có phải là thời gian sau năm 75 anh bị tra tấn nhiều quá không đó, thành ra bây giờ anh gần như mất trí rồi. Mà anh cũng bị đưa ra Bắc vậy, yeah. Không biết đưa ra Bắc để làm gì nữa. Thì trong cái mùa đông đó nó lạnh lắm, mùa đông rất lạnh, mình mặc sau này gia đình gửi tới Outland vô mặc mà vẫn còn lạnh, nó chịu không có nổi. Thì đến khi mà anh chỉ thấy mặc phong manh, có cái bộ áo của cái trại nó phát thôi, thì anh em bảo tại sao mà anh không mặc thêm, thì cho anh cái mũ len những đội ấy. Thì cái mũ len những đội đâu có được một hai ngày nó lại mất đi đâu mất tiêu, không thấy anh không có đội nữa. Thì một hôm ở trong trại họ mới bán cho một cái mỗi người mua được mấy chục gram thịt, yeah. Mỗi một miếng thịt nhỏ, yeah. Xíu này thôi. Thì anh em mới lấy nấu một tí để cho mình ăn, gọi là bồi dưỡng một chút cái sức khỏe của mình thôi. Yeah. Thì thế tôi mới nhìn thấy anh đang đào đất lại. Yeah. Và làm gì đấy anh vẫn đào, anh chôn miếng thịt đó đi. Yeah. Anh giữ để cho mùa đông năm sau anh lấy dê lên anh ăn. Tội nghiệp quá, chuyện những người tù thì... Mà anh ấy lại lấy tên là Nguyễn Huệ. Thì chúng tôi ngạc nhiên lắm, yeah. Mà trời ơi, tên là tên của vị anh hùng dân tộc của mình mà cháu cứ nói tôi là Nguyễn Huệ. Tôi là Nguyễn Huệ, Trương Nguyễn Huệ không à. Ồ, tội nghiệp đấy quá. Đấy là có nhiều người nó là có của... những cái hoàn cảnh ở trong đó xảy ra rất là thương. Mà cái chương trình mà những cái câu chuyện này chắc nói hoài không hết. Anh viết cuốn sách mà em đọc á, mà nó là lôi cuốn dễ sợ lắm, thì câu chuyện chúng ta không thể nào tiếp tục được nữa vì chúng ta không còn giờ. Nhưng mà thôi bây giờ anh em mình tạm biệt đi. Anh Tài Lan đề nghị là anh Phạm Gia Đại có yêu cầu chương trình chúng ta nên để bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt của nhạc sĩ Nam Lộc. Thì bây giờ em xin phép anh, yeah. Ba anh em mình hát bài đó, yeah. Để tặng, vâng. Quý khán thính giả và các, yeah. Anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để, yeah. Kỷ niệm và cũng để nhớ 40 năm mất nước, dạ, yeah, để nhớ đến Sài Gòn thân yêu của chúng ta. Vâng. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ thời gian có là một thoáng đam mê.
Dạ, chương trình của chúng ta tới giờ chia tay thì em mời anh Phạm Gia Đại có gửi lời chào tạm biệt với khán giả thưa anh. Dạ, xin kính chào tạm biệt quý vị khán thính giả của Đài Hồn Việt, chào hai chị Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, anh Phạm Gia Đại cũng như Nghĩa Sữa. Rất tiếc là không muốn chia tay nhưng mà phải đến giờ chia tay rồi thưa quý vị. Chương trình chúng tôi rất là cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua rất là nồng nàn và dễ thương đến chương trình Tiếng Hậu Phương giống như là anh Phạm Gia Đại. Kính chúc quý vị một đêm bình yên và hạnh phúc. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7 đến 8 giờ Cali.